vấn dàn karaoke nhiều khi gặp ca khó. Ngay ngày hôm qua đây thôi, Vida vừa tư vấn cho một vị khách hàng với một yêu cầu vô cùng đặc biệt. Cụ thể là anh ta muốn mua một dàn âm thanh có trị giá trong vòng 30 triệu đồng. Nhưng làm sao để cho gia đình anh vừa hát được karaoke, hai đứa con của anh vừa xem được phim, còn mẹ và vợ của anh thì có thể nghe được nhạc chỉ trong cùng một dàn âm thanh đấy. Quả là một yêu cầu không hề đơn giản, nhưng Vida đã đáp ứng được nhu cầu đấy chỉ trong vòng một nốt nhạc. Để xem thử dàn âm thanh nào làm nên điều kỳ diệu đấy nhé. Vida chuyên gia âm thanh karaoke. Vida vối theo nguyên lý, lấp theo âm học. Đây chính là dàn karaoke 2N 3-1, đáp ứng 3 nhu cầu giải trí cho gia đình nhiều thế hệ. Cụ thể là hát karaoke hay như ở quán, xem phim như ở rạp và nghe nhạc như nghe đĩa CD. Vậy lý do vì sao dàn karaoke này trở nên đa phương tiện như thế? Video này chính là câu trả lời. Dàn karaoke 2N sử dụng đầu karaoke 2 Media Q10 Pro 4TB để có thể cùng xem phim, nghe nhạc và hát karaoke trên cùng một dàn âm thanh. Vida đã sử dụng đầu karaoke 2 Media Q10 Pro 4TB với phiên bản cập nhật mới nhất 2017. Đầu 2 Media Q10 Pro 4TB vừa thiết kế hoàn mỹ, cấu hình cực mịn, ổ cứng 4TB, chứa kho nhạc và phim khổng lồ. Đầu Q10 còn sở hữu công nghệ hiện đại với dòng chip mới nhất, giúp hình ảnh minh họa rõ nét hơn, âm thanh mượt mà hơn. 2 Media Q10 Pro cho hình ảnh sắc nét sóng động như ngoài rạp chiếu phim nhờ tích hợp 4K x 2K Ultra HD cùng công nghệ hình ảnh Dolby Vision HDR10. Có khả năng biến TV thường thành Smart TV với kho ứng dụng online khủng, tha hồ cập nhật những bài hát mới, phim liên tục. Kết nối không dây với smartphone, iPad qua Wi-Fi để điều khiển chọn bài hát mà không cần phải dùng đến remote, hỗ trợ chấm điểm thông minh. Để có thể hát karaoke hay mà nghe nhạc vẫn chuẩn, bạn đòi hỏi phải sử dụng Omni kỹ thuật số. Omni kỹ thuật số thì có thể xử lý âm thanh một cách chuẩn nhất dù bạn sử dụng ở mục đích nào. Và Omni BF Audio K9900A là một sự lựa chọn hoàn hảo cho dàn âm thanh này. Với hệ thống xử lý âm thanh tinh tế, Omni BF Audio K9900A cho ra chất âm hoàn hảo cho bất kỳ mục đích sử dụng nào. Đặc biệt, với công suất hơn hẳn các dòng Omni khác, BF Audio K9900A cho chất âm sống động mạnh mẽ như dàn nhạc chuyên nghiệp. Omni BF Audio K9900A được trang bị biến áp nguồn chất lượng cao với màng khử nhiễu cao cấp, khả năng xử lý tiếng vang, tiếng hồi hoàn hảo, giúp thiết lập chính xác âm thanh cho tiếng ca thanh thoát và nhẹ nhàng. Để lựa chọn dòng loa phù hợp với Omni BF Audio K9900A, Vida đã cân nhắc khi lựa chọn loa BIK BZS768 cho âm thanh mạnh mẽ và chắc khỏe. Loa karaoke BIK được thiết kế chịu lực, giúp bạn di chuyển lắp đặt dễ dàng, thoải mái mà không sợ hỏng hóc bóp méo do va đập. Cho phép sử dụng âm thanh ở cường độ cao 250W đến 600W, không gây rò loa khi chơi nhạc với công suất lớn. Loa BIK BZS768 cho tiếng bass chắc và sâu, giúp cho người hát không bị mất hơi và mệt khi hát. Để giúp bạn có một dàn âm thanh karaoke thật sự hoàn hảo, Vida không thể bỏ qua bước chọn micro, bởi vì micro quyết định 10% độ hay dở dàn karaoke của gia đình bạn. Để tránh hiện tượng hú rè, bị lẫn tạp âm xung quanh, gây ra cảm giác khó chịu, Vida chọn chiếc micro Bose QM990 khi sở hữu tính năng chống hú cao cấp. Với công nghệ hiện đại, Bose QM990 sẽ giúp triệt tiêu mọi vấn đề âm thanh, mang đến cho bạn một giọng hát thật trong trẻo mượt mà. Như vậy, dàn karaoke 2N 3-1 bao gồm 1. Đầu 2 Media Q10 Pro Karaoke có giá 9.500.000 đồng, Omni BF Audio K9900A có giá 9.800.000 đồng, loa BIK BZS768 có giá 9.900.000 đồng, micro không dây Bose QM990 có giá 3.900.000 đồng, tổng cộng 33.100.000 đồng. Nhưng tại hệ thống cửa hàng Vida, giá khuyến mãi chỉ còn 29.900.000 đồng. Nào hãy cùng Vida mang đến cuộc sống thư giãn cho gia đình bạn một cách trọn vẹn nhất cùng với dàn karaoke 2N 3-1 độc đáo. Và đừng quên, bạn sẽ được trải nghiệm miễn phí chất lượng của dàn âm thanh này tại các showroom của Vida. Và nhớ nhấn subscribe để đón xem những video mới nhất của Vida nhé. Xin chào. Ghé ngay hệ thống showroom Vida để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1, 207 Tân Phước, phường
16 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh 2 105 Trần Quang Khải phường Tân Định quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh 3 178 Lâm Văn Bền phường Tân Quy quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh 4 320 Tân Sơn Nhì phường Tân Sơn Nhì quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.